Hello, xin chào mọi người. Lại là mình Lan Anh đây. Mình đang đi bộ ở trong công viên gần nhà mình. Rất là đẹp luôn. Để mình show một chút cho mọi người cái thác ở đây nhé. Đây là cái dòng suối ở gần nhà mình. Mọi người thường đi bộ qua đây nè. Yeah. Mùa thu rất là đẹp và lá thì thay màu. Đó. Đây. Phía trên này thì mình có thể đi bộ nè. Có rất là nhiều các cái ngã để mình có thể đi bộ ở phía trong rừng như này. Và cái việc mà mình đi bộ như thế này vào trong rừng ấy thì nó sẽ giúp mình thư thái và nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Ở dưới này thì là dòng suối này. Đây là một cái thác ở phía dưới này. Nếu mà mình nghe thấy những cái tiếng nước như thế này thì mình sẽ rất là sáng tạo. Và mọi người đi bộ ở trong này thì rất là nhiều. Và đây là cái cuộc sống của một cái người làm online business này mọi người. Mình rất là tuyệt vời vì mình có thể là mang laptop và mang điện thoại đi muôn nơi. Bình thường là đây. Đó. Mọi người thì có thể đạp xe ở trong công viên như kia. Đó. Như vậy. Và nếu mà bạn đang bế tắc hoặc là mình đang mong muốn là có một cái thay đổi gì đó và bạn đang cảm thấy là sao mà sao mình lại kém may mắn đến vậy? Sao mình lại kém may mắn đến vậy? Thì mình hãy nghĩ lại. Lan Anh nghĩ là như vậy. Mình hãy nghĩ lại. Bởi vì là khi mà mình nghĩ rằng là mình là victim ấy, một cái victim mindset ấy là một cái mindset mà tôi không phải là một người may mắn, mọi người khác có hết may mắn hơn tôi rồi, và bản thân khi mà mình không happy thì mình sẽ hút vào rất nhiều những cái điều không happy trong cuộc sống của mình. Một người mà có thể là gì ạ? Cái hạnh phúc là một cái sự lựa chọn. Và chỉ khi bạn lựa chọn và hạnh phúc với những cái gì mình đang có thì những cái thứ xung quanh nó mới, vì mình cảm thấy hài lòng với những thứ đấy rồi thì mô hình chung là bạn sẽ hút vào cho cái cuộc sống của mình những cái điều rất là tích cực. Thì đấy là những cái cảm nhận của Lan Anh. Và mình rất là tuyệt vời là bởi vì khi mà làm online business ý, trước đây thì mình cũng không phải là một người tiêu cực. Nhưng mà khi mà làm online business và trở nên là thành một người mentor và một người coach thì buộc lòng là mình phải luyện tập và mình phải thay đổi. Và mình sẽ không có trách cứ bản thân quá là nhiều và cố gắng làm sao để mình trở nên thành một cái người có giá trị, trở lên thành một cái người vui vẻ, hạnh phúc. Và chính cái cơ hội mà bắt mình phải, bởi vì là nếu mà bạn là mentor và là coach mà bạn lại còn tiêu cực, mà lại bạn lại còn không có một cái tư duy mindset tích cực nữa thì bạn không có thể guide được người nào cả. Chính vì vậy nên là mình rất là biết ơn cái cơ hội kinh doanh này, nó đã giúp mình thay đổi như nào nhỉ, mạnh mẽ hơn, thay đổi cái tính cách của mình và vững vàng hơn trong cuộc sống. Và càng làm thì mình càng thấy thích, bởi vì đấy, bạn thấy không? Mình có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu và đi muôn nơi, thích làm chỗ nào thì làm. Và giờ thì mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn, là mình có thể đi các nước này, mình không nhất thiết là phải ở một nước. Đó, nếu mà bạn đang rất là bận rộn và mong muốn biết hơn về cái hệ thống online tự động này và muốn Lan Anh là người hướng dẫn của bạn thì bạn có thể inbox cho mình xem workshop và mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Còn nếu không thì cũng không sao, mình có thể tìm hiểu một cái cơ hội và cái cơ hội đấy có thể mang lại cho mình một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó mà mình học thêm được một cái điều gì đó trong cuộc sống thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không nào?
Bye for now, and I see you next go.